Chào tất cả các bạn nhé. Thì ông Anh vừa dạy xong, hôm nay chia sẻ lại cho tất cả anh em về cách mà cài đặt cũng như là xử lý các cái lỗi ở trên cái con biến tần Silomic G120, một trong những cái dòng biến tần mà được sử dụng rất là nhiều trong công nghiệp. Đấy, thì đây là cái dòng biến tần đấy các bạn nhé. Đây là phần cứng của nó này. À, con này là Silomic G120 nhá. Đấy, thì để mà kết nối từ máy tính đến biến tần thì chúng ta cần một cái dây mini USB nhé các bạn. Thì chúng ta sẽ cắm một đầu máy tính, một đầu vào biến tần. Cái rác này nó mua chắc khoảng 30.000. Và chúng ta phải cài đặt một cái phần mềm gọi là starter. Phần mềm này của Siemens. Sinomic Software. Siemens Starter, chúng ta chạy phần mềm lên rồi thì chúng ta sẽ set, tức là chúng ta sẽ tạo một cái project mới này, chọn New Project. Đấy. New Project, lúc này chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn của nó này, đường dẫn để chúng ta lưu cái dự án này vào, lưu vào để sau này chúng ta có thể sử dụng lại các cái tham số của nó. Sau đó thì chúng ta chọn vào cái nơi mà chúng ta muốn lưu trữ. Đây tôi chọn biến tần các bạn nhé. Ok. Và chúng ta đặt tên cho cái thiết bị này. Làm sao đặt tên cho nó giống với cái mà nó đang điều khiển đấy. Ở đây tôi sẽ đặt là ví dụ như là quạt 2 4 gạch 1. Đấy. Các bạn chú ý là phải gạch dưới nhá. Chấm nó không nhận. Dấu chấm là nó không đồng ý. Đó, ta ok một cái. Thì lúc này trên màn hình nó sẽ có cái dự án mà chúng ta vừa đặt. Tuy nhiên nó chưa kết nối đến con biến tần. Chưa kết nối từ máy tính sang biến tần thì chúng ta sẽ phải chọn cái interface. Đây các bạn này, set PC interface. Sau khi chúng ta set thì chúng ta chọn cái giao thức USB này nhé. Mà tôi ok một cái. Đấy, thì chúng ta chọn xong cái phương thức kết nối cũng như là cái đường truyền, chúng ta sẽ online nó lên bằng cái đây là sẽ nói là connect project tới cái thiết bị. Đấy, ta ấn vào connect. Ta cứ mạnh dạn chọn tiếp nhá. Sau khi mà cái phần mềm nó load xong ấy thì nó sẽ báo ở đây chúng ta có một cái thiết bị đang được kết nối tới. Đấy, đang được kết nối tới đúng không ạ? Ta sẽ nó đang kết nối tới, chúng ta sẽ chọn cái này và chúng ta chọn cái cách thức. Thì ở đây nó có hai cái cách, một là qua cái S7 là cái con POC, hai là chúng ta kết nối trực tiếp từ máy tính này. Thì tôi chọn là trực tiếp từ máy tính nhé, và chúng ta chọn là accept. Accept thì nó sẽ chạy chạy ok và cứ mạnh dạn ok thì nó sẽ lúc này nó đã load được cái tham số về rồi. Thì chúng ta chọn load cái HW này, load cái hardware này nhé, để về cái PC này load xong rồi đóng lại. Thì lúc này á các bạn chú ý đến cái màn hình ở phía bên trái, nó có cái ô G120 CU230 2 gạch HVAC đó. Thì lúc này tất cả cái tham số của con biến tần nó sẽ hiển thị ở cái dưới là cái control unit này này. Đấy, khi các bạn kích vào đây nhá thì nó sẽ có này các cái tham số, các cái menu của nó đây. Thì ở đây nó đang có là một con bộ điều khiển này là CU120 CU230P này. Đấy, hai HVAC nhé. Cái con thứ hai là cái module công suất thì này, nó là G120 và PM230. Đó, cái này là power module IP20 đấy. Và đây dưới này là cái mã sản phẩm của nó này, thì thằng Siemens nó quy định các cái mã sản phẩm đây này, đấy, các cái dòng mã sản phẩm. Và đây là cái động cơ thì nó đang là LA7. Thì để mà kiểm soát tất cả các cái tham số của con biến tần này thì các bạn vào export nhé, export list này,
Vào XPath này thì nó sẽ có toàn bộ này các cái tham số mà cài đặt trên biến tần cũng như là cái tham số mà hiển thị này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó có tới 1145 dòng. Đấy, và nó có tận đến cái tham số 31.000. Nhưng mà quan tâm nhiều như vậy chúng ta chả biết là cài cái nào. Và thì chúng ta cũng chú ý là nó chỉ có một số cái mà chúng ta hay cài ấy, là hay sử dụng trong công nghiệp ấy, thì ta cài về tham số về động cơ này, nhất là các cái tham số về động cơ nhé, các cái tham số về limit, ví dụ như là tần số tối đa này, tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu này, rồi cái tốc độ hoạt động này, rồi một số các cái tham số nữa về các cái tham số hoạt động, đấy, thời gian tăng tốc giảm tốc đúng không ạ. Và cái phần thứ hai là cái phần động cơ, chúng ta phải cài cái định mức của động cơ này, các cái tham số định mức. Và cái phần thứ ba là các cái tín hiệu đầu in, tức là đầu vào của biến tần đấy, các cái chân DI rồi AI là đầu vào để chúng ta đưa cái lệnh điều khiển vào, và cái cách xuất tín hiệu ra bằng các cái AO này, rồi các tín hiệu DO này, AO này, đấy để chúng ta nhận được các cái tín hiệu đầu ra cho nó phù hợp với cái phần cứng của chúng ta, cái phần của thằng motor đấy. Rồi cái thứ ba nữa là về cái phần truyền thông đấy, thì nó có một số các cái vùng tham số mà ta cần chú ý là như vậy. Đấy thì như cái con động cơ này nó đang bị cái lỗi F0701 A7011 các bạn, thì hiện tại cái lỗi 7011 này nó có thể là xuất phát từ cái động cơ nó quá nhiệt, mà ta cài đặt sai cái tham số trên động cơ. Thì ở đây nhá, thì nó đang có cái động cơ là chọn một là LA7. Tuy nhiên là đây là cái series mô tô, các cái dòng motor của Siemens nó có cái mã như thế này. Thì cái quạt này nó, cái động cơ nó lại không phải là của thằng Siemens, mà trước đây anh kỹ thuật anh đã cài đặt là của Siemens, nên nó hiểu sai các cái tham số, nên là nó bị báo sai, nó chuyển nó về cái các cái tham số khác đấy. Thì sau khi mà chuyển về tham số đó, chúng ta sẽ ấn copy bài, copy bài cái nó sẽ nhận luôn cái động cơ rồi. Thì đấy, cái tham số động cơ thì thông thường là nó từ 300 đến khoảng 311 các bạn nhé. Đấy. Và cái 10 này này thì nó sẽ đấy, rig đi to run này. Thì chúng ta phải cài đặt ở ngoài này là cái trạng thái là cái bit 10 P10 ở chế độ là đang cài đặt. Đấy. Thì chúng ta mới có thể cài đặt được các cái tham số bên trong của nó các bạn nhé. Thì đấy, chúng ta kết vào là cái thì đấy là cái tham số về động cơ nhá, số cái tham số về động cơ này thì chúng ta cài đặt các cái tham số về động cơ là như vậy. Và cái nhóm thông số thứ hai thì đó là cái nhóm 700 này, từ 700 nhá, đây từ 700 này, 700 này. Đấy các bạn nhìn thế này, đấy các cái tham số này nó không có sensor nha đúng không? Rồi cái động cơ này nó quá nhiệt thì từ các cái tham số này là sau 2 giờ thì nó sẽ báo quá nhiệt này. Motor sensor đấy. Và một số cái tham số về tín hiệu analog 756. Ra các cái tín hiệu và nhìn ở cái bảng input này thì đôi khi là các bạn cũng không biết là các cái tham số nào là cái tham số lên cài đặt, các cái tham số nào đấy, nhìn như này lướt lướt không hiểu. Chúng ta sẽ có một cái ô gọi là in out bên này nhá. Đấy mình hay xem ở những cái như này nó trực quan này. Đấy thì tín hiệu là input này, input thì chúng ta chú ý là đây đây là cái chân phần cứng của nó nhá. Thực tế trên biến tần đây là chân số 5 và chân số 6 này, chân số 7 8 9 10 đấy là chân input hết nhá. Thì nó tương ứng như bên này là input. Input thì chúng ta sẽ chọn, mà ví dụ ở đây nó có này, đấy, full in
cái này đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào các cái parameter của nó đây. Thì ở đây là ta chọn là 840 nó on off, tức là on thì là 1 mà off là 0 bạn nhá. Đấy. Cái chân thứ hai đấy, chân số 6 này. Số 6 thì chúng ta sẽ chọn là bypass comment. Đấy, để xem được tất cả cái parameter chúng ta vào đây. Đấy, xem đấy. Cái này chọn 1266 là bàn bạn bypass control nhá. Đấy, đấy là cái phần input các bạn nhé, input này. Và đấy là destroy report chân DI đấy. Cái thứ hai là output này, là cái phần tương đối là quan trọng. Chân đầu ra nhá, thì ở đây nó có ba cái chân đầu ra đây này. Nó sẽ ba cái chân output. Thì ở đây chọn như thế này. Đó, thì nó là cái thông báo này, các bạn nhìn nhá, thông báo lỗi này. Đấy, khi có lỗi thì nó sẽ active là một. Đấy, thì nó báo ra cái relay. Đấy, còn cái chân thứ hai là cái này là trạng thái của nó là chạy này. Đấy, ready tức là khi mà chúng ta có lệnh chạy một cái thì nó sẽ đóng cái chân này lại. Đấy. Cái thứ ba là bypass control. Bypass control thì đây cái chế độ đây. Chạy bypass có nghĩa là khi mà có lệnh vào cái chân số 6 á thì nó sẽ xuất ra bypass control nữa, thì cái relay này đóng lại để chạy chế độ bypass. Đấy, và cái thứ ba và cái thứ tư này nó chính là alloc. Alloc thì ở đây các bạn chú ý nhé, đây chân 34 này. Đấy, thì hiện tại là nó đang có 20 mA, và cái mà chúng ta đang chọn cái cách thức điều khiển ấy, là nó từ 0 đến 20 mA. Cái này nó sẽ chọn được từ 0 đến 10V này, 20V này, 4 đến 20 mA, 0 đến 20 đúng không ạ, và từ âm 10V đến 10V. Có cái hay vậy. Thì cái chọn cái ô này thì nó sẽ tương ứng với cả cái giá trị mà nó sẽ chạy từ 0 đến 100% cái tần số hoạt động. Đấy, và đây còn hai cái chân nữa này. Cái chân số 3 này nó có thể là đặt cho các cái sensor chẳng hạn. Đấy, nó sensor nhiệt độ đấy các bạn này. Hoặc là cũng tín hiệu đưa vào dòng các thứ. Hoặc là sensor nhá. Đấy thì ví dụ như cái này đúng không? Thì chúng ta muốn chọn là không, nhưng mà cái phần cứng của chúng ta không kết nối và cái đầu ra chúng ta không có, không sử dụng cái chân này. Đấy, thì bây giờ alloc output thế, thì chúng ta muốn nó báo cái gì thì chúng ta sẽ cài đặt ở đây. Đấy, báo này nó cài đặt đây. Nó sẽ cài đặt các cái tham số tương ứng để mà đưa ra cái chân 12, 13 này. Để chúng ta sẽ lấy cái tín hiệu này về để có thể là làm cái thông báo hoặc là điều khiển cho một cái thiết bị khác chẳng hạn. Thì trên cái tầng này nó cũng tương đối là hiện đại, là tương đối dùng nhiều trong công nghiệp đấy, ngoại trừ cái việc là mình thấy là nó hơi ồn một tí thôi, nhưng còn trong công nghiệp dùng thì chắc chắn là rất là nhiều. Cái dòng kiến tân này thì nó giải nhiệt tốt này, nó cũng tương đối bền. Đấy thì đấy là một số những cái mà tham số mà để cài đặt. Thì đây nó có in-out không? Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Nào này. Thì chúng ta sẽ có cái tấn ở trên này, config này thì sẽ thay đổi các trên các cái, nó sẽ vào luôn các cái tham số mà chúng ta cần cài đặt như lúc nãy đấy, nó cũng giống nhau thôi. Cái giờ ở đây cũng có các cái tham số về 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 cái tốc độ này, cài đặt tốc độ tối hoạt động các thứ đấy. Rồi, đấy là với cái phần mềm này thì nó rất là tiện dụng như vậy. Thì nếu các bạn sử dụng nhiều cái dòng kiến tần này cũng nên cài cái phần mềm này. Phần mềm này là nó là phần mềm miễn phí thôi. Và cái alarm này này, các bạn chú ý nhé, cái alarm này nó cũng rất là hay này. Thì trên các cái biến tần này nó sẽ có các cái lỗi alarm, nó sẽ hiển thị ở đây, và khi chúng ta kích đúp vào cái lỗi đó, con này thì hiện tại nó đang xóa lỗi đấy rồi, mình đã xóa lỗi đi rồi. Thì trong alarm khi ta kích vào cái lỗi nào thì nó ngay bên này này, nó sẽ có một cái hướng dẫn để mà xử lý cái lỗi đấy. Nó rất là hay các bạn ạ. Phần mềm này rất là hay nhá. Khẳng định lại nó rất là hay. Đấy. Thì đấy là nó mình mới gọi là
được chia ông anh chia sẻ được một số các cái tham số cách thức mà xử lý như vậy. Và khi mà chúng ta chỉnh sửa xong tham số nhá, thì chúng ta sẽ ấn vào download này. Đấy. Thì nó sẽ chọn là sau khi download thì chúng ta phải copy từ RAM sang ROM nhé, để nó ở trên biến tần đấy. Copy ở trên bên con biến tần kia là từ RAM sang ROM này. Để cho nó lưu vào trong cái bộ nhớ, tức là đọc của nó sau này mất điện nó không bị xóa cái tham số ấy đi. Đấy, thì các bạn chọn yes nhá. Thì chúng ta sẽ chọn download lên. Đấy, tuy nhiên ấy, thì con này mình các cái tham số của nó là chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sau khi mà xong á, kết nối xong chúng ta sẽ ngắt kết nối nó đi. Đấy, các bạn nhìn thấy khi mà ngắt thì đây nó ở dưới bên phải đây nó sẽ có cái chữ là offline mode, tức là đã offline mode ấy, đã ngắt kết nối với cả giữa thằng máy tính với thằng biến tần rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đóng cái dự án này lại. Nó đóng cái dự án này lại nhá. Và chúng ta sẽ tắt phần mềm đi. Như vậy là nó kết thúc cái quá trình mà chúng ta cài đặt, kiểm tra tham số cũng như là khắc phục các cái lỗi trên con biến tần này. Đấy thì một vài cái chia sẻ với anh em cái cách thức như vậy với con biến tần Cinemix G120. Nên là cảm ơn anh em đã xem video nhé. Chúc anh em vui vẻ, và nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh. Xin cảm ơn mọi người nhé.